Hi, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Vui Sống Mỗi Ngày ở Mỹ của mình. Mọi người, hôm nay mình có một nải chuối. Cái này là chuối sim đen ở Mỹ nè mọi người. Nó đã chín, quá chín rồi. Thì hôm trước mình đi chợ, mình thấy chuối sale rẻ quá. Thì mình mới mua, có 99 cent 2 pound thôi. Mình mua một cái nải này. Về mình giũ, thì trong thời gian mình chờ chuối chín thì mình lại đi hái hồng về mình ăn. Ăn thì ăn hồng nhiều, mình không có dám ăn chuối nữa, tại vì chuối nó có chất potassium mà hồng nó cũng có, mà mình ăn hai thứ nhiều quá thì sẽ không có tốt. Tại có một năm mình đi thử máu, mình ăn hồng nhiều quá nó dư chất potassium đi, thì cho nên lần này chuối chín mình không dám ăn, tại ngày nào mình cũng ăn một hai trái hồng cho nên không dám ăn chuối. Thì giờ chuối chín làm gì mình cũng không biết, nấu chè thì nhà không có ai ăn, mà bây giờ nó chín quá giờ làm gì đây. Thôi mình nghĩ ra làm kem chuối thì mình sẽ để dành mình ăn từ từ được ha. Thì hôm nay mình sẽ làm món kem chuối của nhà mình, mời mọi người cùng theo dõi video coi mình làm kem chuối coi có được hay không, có ngon hay không, và mình làm như vậy có đúng hay chưa, và có còn thiếu gì không thì mình cũng học lỏm, học hai ba người đó thử coi coi mình làm, có người làm kiểu này kiểu kia tùm lum hết. Thôi bây giờ mình có cái gì mình thích cái gì thì mình làm theo cái đó vậy. Mời mọi người cùng theo dõi mình làm kem chuối nha. Thì bây giờ mình sẽ đi, trước tiên mình sẽ đi nấu nước cốt dừa trước. Đây mình có nước cốt dừa thì mình sẽ khui lon nước cốt dừa này ra và mình sẽ đi nấu nước cốt dừa trước. Đây mình có dừa, có đậu phộng, dừa mình mới nạo ra nửa trái đó. Ở đây mình có vani, có mấy cái bịch cái cây, và mình có lá dứa này nè, để mình bỏ vô trong nước cốt dừa cho nó thơm, vừa vani vừa lá dứa luôn cho nó thơm ha. Thì bây giờ mình đi khui lon nước cốt dừa, mình đi nấu nước cốt dừa trước nha. Bột năng sẽ bỏ sữa tươi, bỏ xíu muối vô cái nước cốt dừa mình cho nó đậm đà ha. Và sau đây mình sẽ bỏ thêm 2 muỗng đường vô cho nó ngọt nước cốt dừa của mình nữa. Và nước cốt dừa đã sôi thì giờ mình bỏ bột năng vô mình quậy. Bột năng này mình sẽ bỏ cho nó sệt sệt thôi, theo ý thích của mình ha. Cái này mình nghĩ hơi đặc đặc một xíu để mình bỏ lên kem chuối cho nó khỏi chảy, nó lặn quá thì nó cũng chảy tiềm nhèm ra, cho nên mình sẽ bỏ hơi đặc đặc một xíu, thì tùy theo sở thích của mỗi người ha, mình thì thích vậy. Và cuối cùng mình sẽ bỏ vani, vanilla vô mình quậy đều cho nó thơm, vào tắt bếp là xong á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ để đây cho nó nguội ha. Thời gian mình chờ nước cốt dừa nó nguội thì bây giờ mình sẽ đi lột chuối ha. Chín quá rồi, da nó sát vô trái chuối luôn. Chuối ngọt thì kem nó mới ngon ha. Không biết chuối này có ngọt hay không, để mình ăn thử coi sao ha. Ngọt lắm mọi người ơi, không bị sượng. Nhiều khi mua về nó hay bị có cái lõi sượng ở trong á, nhưng mà cái này không có.
chuối mình đã lột xong, bây giờ mình chuẩn bị mấy cái bịch plastic này để mình làm kem chuối. Thì kem chuối thường người ta đổ, có người thì bỏ vô trong khuôn, nhưng mà mình thích làm từng cái mình ăn, chứ đổ trong khuôn thì chỉ ăn có một lần thôi ha. Còn nếu mà cắt ra ăn thì nó rắc rối, không có tiện. Còn mình cắt ra như vậy, mỗi cây mình sẽ bỏ vô trong cái bịch này, thì mỗi lần ăn mình sẽ lấy mình ăn nó tiện lợi hơn ha. Bây giờ mình sẽ rọc mấy cái bịch này ra để thế mình bỏ chuối vào đây mình ép. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm kem chuối, mình đã chuẩn bị xong hết rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đi ép chuối, mình sẽ bỏ trái chuối vào đây mình ép. Đây. Mình sẽ lấy một cái thớt mình đậm lên. Ép chuối. Đó. Như vậy là được rồi ha. Mình mỏng nó thêm tí nữa. Đó. Cái tên thì bây giờ mình sẽ bỏ nước cốt dừa lên. Mình sẽ bỏ cho nó hai mặt luôn. Nước cốt dừa xong rồi dừa sợi. Xong rồi đậu phộng. Đó. Xong rồi mình có thể lật qua bên đây mình làm thêm cái bên đây nữa cho nó có hai mặt luôn nó mới ngon ha. Đây mình thích để như vậy cũng được, xong khi nào mình ăn thì mình lấy ra. Còn nếu mà mình thích có cái cây để mình cầm thì mình có sẵn mấy cái cây này rồi, mình sẽ xiên vô trái chuối nè. Xiên vô chính giữa trái chuối nè. Xiên sâu sâu vô rồi. Và mình sẽ díp lại là xong ha. Đó. Xong cây kem chuối để như vậy. Mình sẽ bỏ vô trong cái nè. Cho một cái cây này đó. Sẽ làm tiếp cái thứ hai ha. Cái chuối ép. Dính cây vô đi cho dừa sợi vô, đậu phộng vô, đặt qua bên đây. Làm để cho hết nha. Còn cái cuối cùng mọi người, sướng Úc nhờ, khổ Úc chịu đây. Hết nước cốt dừa này chắc hơi bị ít. Quên chưa cắm cái cây nhiều. Cắm cho nó đồng điệu luôn. Làm vậy nè, dễ làm.
tủ đông mình để khoảng 4-5 tiếng là nó đông rồi mình lấy ra mình ăn nha. Và đây là kem chuối của mình làm từ trưa hôm qua đến trưa nay mình mới lấy mình ăn, tại vì chiều hôm qua mình không có rảnh ha. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình ăn thử cho mọi người coi là kem chuối mình làm coi có ngon hay không, ngọt mặn như thế nào, có thơm ra sao. Giờ mình sẽ lấy một cái, mình lấy lại một cái đi, lấy cái này ha, bỏ qua cái dĩa rồi mình đi lên bàn mình ăn rồi mình review cho mọi người coi là mình kem chuối của mình. Xin chào mọi người, rồi bây giờ mình xin review kem chuối của mình nha. Đây là kem chuối ở Mỹ làm, coi coi có ngon hay không. Đây mọi người, mình bỏ vô trong cái bịch Ziploc này thì nó rất là tiện, mỗi lần mình ăn mình lấy một cái ra mình ăn, chứ nếu mình bỏ vô trong cái hộp xong mình ăn thì mình phải gỡ, mình phải cắt ra và nhiều khi ăn không hết là mất công ha. Đây mình cầm như vậy mình ăn nè, rất là tiện lợi. Rồi trước khi ăn thì mình xin mời mọi người, mời mọi người một miếng ăn trước rồi mình sẽ ăn nha. Thơm lắm mọi người ơi, rất là thơm. Không phải nói tự làm là tự khen. Nước dừa nó thơm mùi vani, rồi mùi lá dứa, rồi có dừa, dừa sợi, có đậu phộng rang. Tuyệt vời mọi người ơi, ngon lắm. Mình làm quá trời, được 16 trái. Chắc phải kiếm người đi cho, chứ ăn sao hết. Rồi cái em, để mình kể cái tuổi thơ của mình. Kem chuối này hôm nay mình ăn để mình trả thù tuổi thơ của mình nha mọi người. Để mình kể là tại vì tuổi thơ của mình là không biết kem chuối là gì, cho đến khi mình lớn lên chắc phải 18, 19 tuổi mình lên Sài Gòn đó, thì mình ở với nhà bác của mình ở Phú Nhuận đó, thì buổi tối lâu lâu anh chị họ của mình cứ đi mua kem chuối, có cái cô trong xóm nó cố làm cái kem chuối kiểu như vậy nè, rất là ngon. Vì sao tuổi thơ của mình không có kem chuối mọi người? Chung quanh vườn ba mình trồng chuối sim này cũng nhiều lắm, nhiều bụi lắm. Chung quanh bờ ao, chung quanh bờ ruộng có chuối chín thì chỉ biết là để chín ăn thôi, chứ không có biết làm kem chuối hoặc nấu chè. Tại vì sao? Tại vì không có điện mọi người, không có điện thì đâu có tủ lạnh đâu mà làm kem. Tuổi thơ của mình là xài đèn dầu mọi người, không có điện nha. Cho nên bây giờ mình sẽ làm món kem này để mình ăn, để trả thù tuổi thơ của mình không biết kem chuối là gì nha mọi người. Đó, rất là ngon luôn. Ai mà thích nước cốt dừa nhiều thì đổ thêm nhiều. Mình thì hôm qua mình làm một lon đó, không có được nhiều cho nên mình đổ vừa phải, chứ không có nhiều nước cốt dừa lắm không. Nhưng mà được cái mình bù lại, bỏ nhiều đậu phộng với bỏ dừa nhiều, dừa với đậu phộng nhiều, nhưng mà nước cốt dừa thì nó hơi bị ít. Chắc là thơm, thấy mình nếu mà nhiều hơn tí nữa thì chắc ngon hơn nữa. Đó là món kem chuối, kem chuối tuổi thơ của mình đó. Rồi, mình nghĩ là video đã dài rồi, mình không có muốn up dài hơn nữa. Mình chia sẻ cách làm kem chuối của mình và mình ăn thử và mình kể tuổi thơ của mình với món kem chuối này ra sao. Rồi mình xin tạm dừng cái video clip này hôm nay tại đây nha. Hẹn tất cả mọi người vào những cái video clip tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Xin chào, bye bye.